Thân chào quý vị, một tuần qua màu quá. Ô, sáng này ngủ dậy trời quá đẹp. Buổi sáng nghe chim hót như mời mọc đón chào. Một bình minh tươi mát đầy sức sống dạt dào. Buổi sáng nhìn ra sân, ánh nắng phủ xa gần, cỏ hoa sương còn đượm, vạn vật đẹp vô ngần. Wow, mình còn sống, mình có một ngày mới, một new star. Cảm ơn ơn trên, cảm ơn trời, cảm Phật cho một ngày mới, cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Chúa cho một ngày để mình có thể làm việc, giúp đời, giúp người. Wow, Canada, ok, máu chạy lên não, tốt quá, máu chạy lên não, good, good. Sọ mặt, trẻ trung. Bấm huyệt mắt, mắt sáng quá, bấm huyệt mắt. Răng tốt. Máu chạy lên não. Xoa cổ. Stretch. Xoa ngực. Xoa đầu gối. Hít vào, tâm phẳng lặng. Thở ra, miệng mỉm cười. An trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Nếu một giây phút nào cũng đẹp, thì cái giờ khắc đó đẹp, ngày đó đẹp, thì cuộc đời mình tốt đẹp. Thì nhớ, hiện tại là quan trọng nhất. Hôm qua mình cũng làm gì được, ngày mai mình chưa biết, hôm nay quan trọng nhất. Ok, rồi, bây giờ trong cuộc sống này, mình sinh ra để gì? Sinh ra để có một cuộc đời hạnh phúc tốt đẹp. Ok? Ok, thì bây giờ sống cuộc đời hạnh phúc đẹp, mình cần cái gì? Đầu tiên là bản thân là quan trọng nhất. Và bản thân mình cần có cái gì? Muốn giúp đời, giúp người, muốn làm việc, thì mình phải có sức khỏe. Thì mình chỉ nhớ trong lòng bàn tay 5 chữ F. Chữ F đầu tiên là fitness. Mình có fit, mình sức khỏe tốt. Thì cái này ăn thua mình hết. Muốn có sức khỏe tốt thì làm sao? Thì mình phải biết làm ăn uống đầy đủ, ăn uống tốt, tập thể thao tốt, đi khám bệnh định kỳ tốt, để có bệnh thì mình chữa sớm. Và ăn uống đầy đủ, tập thể thao để tránh bệnh. Ok, good lifestyle, không hút thuốc, không uống rượu, không chích chót, ăn nhiều trái cây, ăn nhiều rau cải, ăn nhiều cá, bớt thịt đỏ, vân vân. Tập thể thao mỗi ngày chừng nửa tiếng trở đi. Như vậy thì như vậy mình có sức khỏe rồi. Thì quan trọng nhất, mình có sức khỏe mình mới enjoy cuộc đời được, và mình mới có thể giúp đời, giúp người. Thử hỏi nếu mình bệnh hoạn, ngay Steve Jobs giàu biết bao nhiêu, bị ung thư pancreas, cuối cùng ra đi, đâu có sống lâu để giúp được người khác. Hay là những người đang khỏe vậy, bị heart attack hay bị stroke, thì cuộc đời cũng vậy thôi. Thành sức khỏe quan trọng, fitness number one, chị em. Thứ hai, nếu mình muốn giúp đời, giúp người, ok, mình có thể giúp một cách, tôi có thể giúp một cách là anh làm công việc gì đó, tôi phụ tay, anh đang là trong sở làm gì, đẩy gì nào, tới bưng lên tay giúp người ta cùng nhau, anh làm gì nhiều quá, mình đánh máy giùm, giúp chứ, thì cái đó là giúp cũng tốt đi. Hay mình nói những lời tốt đẹp, khuyến khích người ta, vân vân, được. Nhưng nếu có cuộc sống mình enjoy đó và giúp được nhiều người đó, thì mình có chữ F thứ hai là finance. Finance là tài chính. Quý vị thấy như Bill Gates hay là ông Warren Buffett, người ta cho những cái philanthropy, những cái non-profit organization cả tỷ tỷ, thì từ đó mình giúp những nước khác nghèo, đào giếng, xây trường học,
cho những cái giúp đỡ về y tế vân vân, thì cái đó mình có tiền nhiều, càng bao nhiêu nhiều tiền bao nhiêu thì mình giúp, có thể giúp cái cơ hội giúp nhiều hơn. Còn nếu nói ok, một người sống cái job không tốt, chỉ chật vật sống này, thì mình cũng có thể giúp được trong những hạng vi hạn hẹp, nhưng có thể đôi giúp nhiều được. Ok, thành muốn mà giúp nhiều thì làm sao đó mình phải có thành công về tài chính. Thì như vậy mình có thể giúp được rất nhiều project. Mà muốn được thành công tài chính thì sao? Thì mình phải có những cái job tốt, và mình phải làm những cái gì mà mình giỏi và mình thích. Khi mình giỏi và mình thích thì mình làm mình thành công. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Quy nhớ như vậy đi, thì nó sẽ rất là tốt đẹp. Ok, nếu mình mà có được tiền, mình có cái job tốt, mình làm điều gì mình thích thì mình giúp được rất nhiều người. Ok, là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là trong cuộc sống này, mình sống mình phải có tâm linh, mình phải có một cái niềm tin. Faith. Niềm tin đó có thể là một tôn giáo nào đó. Và mình sinh ra, nếu mình cuộc sống mình có tôn giáo đó, thì cái ơn trên nó sẽ hướng dẫn mình đi một cách rất tốt đẹp. Và chắc chắn nếu mình có tôn giáo thì mình sẽ theo điều lành tránh dữ thôi. Tôn giáo nào cũng vậy, vậy vậy chúng ta có làm lành và tránh dữ thì cái đó rất là tốt. Thì quý vị thấy những người mà tin tưởng vào tôn giáo, họ rất dễ thành công và họ làm việc thiện rất là nhiều. Ok, không những vậy, có niềm tin á, niềm tin không những về tôn giáo mà niềm tin về chính mình. Nếu mình tin rằng mình sẽ được thành công, giấc mơ mình sẽ được thành công, thì mình sẽ làm được rất là tốt. Rồi cái thứ nữa là trong cuộc sống này, khi mình làm cái gì đó đó, mình phải là thích, mình phải vui thì cuộc sống mới ý nghĩa. Quý vị thử hỏi, mình đi làm mỗi ngày mà vô cái job đó mình chán lắm, mình mệt lắm, thì dù có làm rất tiền nữa thì cũng không tốt. Còn cái job nào mỗi ngày mình đi làm mình vui, mình thích, mình có chữ F fun to work, thì cái đó không phải là công việc mà đó là cái sở thích. Thành như chẳng hạn như chúng tôi về hưu ở bệnh viện 2006, nhưng bây giờ tôi vẫn làm ở bệnh viện và phong mạch. Để gì? Vì tôi thích giúp người bệnh, giúp đồng hương, có cơ hội tiếp xúc đồng hương, giúp người, giúp đời. Ở nhà tôi không thích, tôi phải làm, mặc dù tuổi lớn nhưng mà tôi vẫn làm phong mạch như thường, vì đó là sở thích của tôi. Tôi không phải đi làm mỗi ngày mà tôi đi hobby mỗi ngày, khi tôi gặp bệnh nhân giúp họ ta lành bệnh, chữa bệnh. Và cái chót nữa, chữ F chót vì ngón tay năm ngón mà, là family. Và nếu cộng thêm chữ nữa là friends. Cuộc sống này á, mình nếu có gia đình êm ấm, thuận vợ thuận chồng, con cái tốt đẹp thì mới hạnh phúc. Biết bao nhiêu tỷ phú, biết bao nhiêu thành công về tiền bạc, nhưng mà gia đình ly dị đổ vỡ thì không có hạnh phúc chút nào. Và nếu cuộc sống này mà mình có bạn bè thân hữu thì mình cũng buồn lắm, cần có đó. Thành trong cuộc sống này có 5 chữ dễ quá: fitness, finance, faith, fun và cuối cùng family and friends. Nếu mình có được 5 cái yếu tố đó, 5 nữa, thì cuộc sống mình rất tốt đẹp và có ý nghĩa. Và như vậy quý vị thấy rằng trong cuộc đời này mình sinh ra mình có một cái, coi như là có một cái sứ mệnh này hơi lo, nhưng mình có một mục đích sống để làm cái gì? Sống để giúp đời, giúp người và enjoy cuộc đời. Tới đây chúng tôi xin đừng về làn sóng, và chúng tôi sẽ trở lại phần 2 trong đời vui khỏe.